Chào các bạn tin nhanh 24 trên 7. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân trở thành nữ chủ tịch quốc hội đầu tiên. Theo kết quả kiểm phiếu bầu chủ tịch quốc hội sáng ngày 31 tháng 3, đã có 484 đại biểu có mặt bỏ phiếu, trong đó 472 phiếu đồng ý bằng 92,5% tổng số đại biểu quốc hội, 9 phiếu không đồng ý bằng 1,82% tổng số đại biểu bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ tịch quốc hội. Với chức danh chủ tịch quốc hội bầu quốc gia, có 472 đại biểu đồng ý, tương đương 92,5%. Nghị quyết cũng kết quả bỏ phiếu cũng được Quốc hội thông qua với tỷ lệ phiếu thuận là 477 phiếu, tương đương 95,95% số phiếu đại biểu Quốc hội. Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu cử chủ tịch Quốc hội bầu cử quốc gia. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã chính thức trở thành nữ chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Bà Ngân cũng là lãnh đạo nhà nước đầu tiên thực hiện nghi lễ tuyên thệ trước khi nhậm chức quốc hội. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954 ở Bến Tre với trình độ thạc sĩ kinh tế. Bà từng kinh doanh qua các vị trí giám đốc sở tài chính tỉnh Bến Tre, thứ trưởng tài chính, bí thư tỉnh ủy Hải Dương. Bà từng làm thứ trưởng bộ thường trực thương mại, bộ trưởng lao động thương binh xã hội, phó chủ tịch quốc hội từ năm 2011. Bà Ngân là ủy viên ban chấp hành trung ương khóa 9, 10, 11, 12, ủy viên bộ chính trị khóa 11, 12, đại biểu quốc hội khóa 12, 13. Lần gần nhất bỏ phiếu tín nhiệm, bà Ngân đều đứng đầu danh sách tín nhiệm cao. Trước đó, ngày 30 tháng 3, chủ tịch quốc hội bỏ phiếu quyết định thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chủ tịch quốc hội, chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Nguyễn Sinh Hùng. Cảm ơn như theo dõi clip này, gặp lại gì ở clip kế tiếp, nhớ like, share, nhấn subscribe.